Giới hữu trách ở bang California miền Tây Hoa Kỳ hối thúc hàng chục ngàn cư dân sơ tán vì các đám cháy rừng đang hoành hành ở Tây Bắc, thành phố Los Angeles. Các đợt gió Santa Ana đang thổi bùng hai đám cháy, vốn đã thiêu rụi gần 30 ngôi nhà. Tới nay, có lẽ hơn 30 nhà cửa đã bị thiêu rụi. Xin nói rõ là đã có thiệt hại nhà cửa, chưa có thiệt hại nhân mạng. Mọi người đừng chờ đợi gì nữa, hãy bỏ nhà cửa sơ tán ngay. Hôm 5 tháng 12, một đám cháy gần Santa Clarita lan rộng đến 12 cây số vuông trong vòng vài tiếng đồng hồ. Dự kiến, công tác cứu hỏa sẽ kéo dài cả tuần. Đây là một sự kiện thời tiết kéo dài nhiều ngày, dự kiến sẽ tới thứ Sáu, mọi việc mới chỉ bắt đầu. Cháy rừng ở Lakeview Terrace mới khởi sự, nhưng một đám cháy khác đã hoành hành mấy ngày qua tại hạt Ventura.